ở những đẹp nhất hành tinh và đang dẫn đi tụ 45 resort đẳng cấp quốc tế. Có thể kể đến các tập đoàn lớn như Hương Thịnh với dự án khu biệt thự Coneva City, The Adam Resort, Thiên Hà Resort, Vinpearl Resort, Long Beach, Nha Trang. Với bãi cát dài trắng mịn và nước xanh biển động, biển Hải Dương sẽ là thiên đường nghỉ dưỡng cho du khách trong nước và quốc tế. Nằm trong trung tâm quy hoạch phát triển đô thị của thị trấn Cam Đức. Sadeco được bán lại khái là nó mua
Và bây giờ là các bạn muốn đi của Sapeco là không phải là đi của người Việt không nhé, mà bên Sài Gòn đâu mà đi của Thái ấy. Thấy không? Là những cái thương vụ rất lớn như vậy. Và thì Vinamilk cũng đã được người nước ngoài mua, Facebook cũng vậy, mua rồi. Và rất nhiều các tập đoàn khác nó đã muốn mua những cái công ty lớn của người Việt Nam mình. Như thế là GDP của người Việt Nam mình rất lớn, cực kỳ lớn. Đây. Và cái điều đấy nó dẫn đến điều gì? Các bạn thấy là trong cái trang VNXF nhé, người ta xếp hạng là số người có tài sản từ 30 triệu đô của Việt Nam này dự báo tăng 10% mỗi năm. Tức là mỗi năm trôi qua thì chúng ta lại có thêm khoảng tầm trên 10% cái số người có khoảng 30 triệu đô của bao nhiêu Việt Nam này. Các bạn thấy không? 1 triệu đô là 23 tỷ 250 tỷ là bao nhiêu tỷ? 700 tỷ ạ? 700 tỷ đúng không? Đấy là cái lượng người mà trên 30 triệu đô Việt Nam tăng rất nhanh. Cho nên các bạn thấy là một số bạn mà đi tư vấn khách hàng ấy, khách hàng có được vài trăm tỷ, 200 tỷ, cái này là đôi nghìn tỷ ở Sài Gòn này, chém được hết. Các bạn đã gặp những khách hàng nào như vậy chưa? Biệt thự ở khắp mọi nơi luôn, quận 2, quận nhất, rồi quận 9 là biệt thự có cái loại khoảng tầm 200-300 m², nhất là bên Thảo Điền ấy, có lại khoảng 500-700 m², mấy cái. Đấy, thì cái loại tài sản này càng tăng 10%, thì cái xu hướng giàu của bạn ấy này, Việt Nam mình có ăn giàu lên không? Đặt cầu lên đúng không? Vậy thì nó sẽ dẫn đến điều gì? Đây, đây là bảng xếp hạng nhé, là về triệu phú quốc đây của người Việt Nam tăng nhanh thứ tư thế giới. Những cái này là chúng ta nó có sách thì mạnh có chứng đúng không? Đấy, đang tăng nhanh. Ví dụ như thế là khi mà chúng ta chưa giàu có nhé, đơn giản thôi. Ví dụ một số bạn ở đây chưa kiếm tiền ấy, thì chúng ta sẽ chỉ cần lo làm sao để đủ ăn đủ mặc rồi trả tiền phòng được đúng không? Mà khi các bạn có tiền rồi thì bạn muốn là có đồng hồ xịn, nhẫn xịn, thắt lưng xịn, quần áo xịn, xe xịn đúng không? Đấy, xong rồi nhà xịn. Sau khi bạn có nhà xịn rồi ấy, thì các bạn đến cái gì các bạn biết không? Đầu tư, đúng rồi. Đầu tư xong rồi thì những cái mà cho bạn nhân các bạn nữa thì các bạn là mua nhà thứ hai. Có được trước là các bạn có nhà xịn rồi, nhưng mà nhà xịn nó phải ở môi trường sống nó cũng xịn luôn. Nhà xịn rồi phải môi trường sống tốt. Ví dụ các bạn thấy Sài Gòn ô nhiễm không? Ô nhiễm không? Nhưng mà các bạn đã mua sang Hàn Quốc. Ở Hàn Quốc ô nhiễm rất nhiều lắm. Các bạn thấy là trong một tháng hôm nay ở Sài Gòn nhé, 10 cái lên được luôn. Nhìn ra nhìn ra đen kịt luôn, kiểu như các bạn cũng kiểu là sương mù lắc ấy, có nghĩa là khói nó cứ lơ lửng ở đây này. Tôi anh thì hôm nay tôi anh ra đây ở cái tầng 27, tôi anh ở tầng 27, nó cứ lơ lửng trước mặt như này, không nhìn đi xa được, nó đen kịt của bầu trời luôn. Đi ra ngoài thì mình nào cũng chưa lo được, thì các bạn khủng khiếp không? Đấy, thì khi mà người ta nhiều tiền như vậy rồi thì người ta không muốn có cuộc sống tốt hơn, một đời tốt hơn không? Xem được không nhá? Xem hôm các bạn thấy là xu hướng tất yếu không? Xem hôm đây, chính vì đấy chúng ta có một vài cái định hướng phát triển đường lối này. Cái này là tôi đang cũng đã chia sẻ một vài bạn rồi, nhưng mà tôi đang nhắc lại một cái này. Chính phủ quyết định đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, thì kinh tế mũi nhọn là như thế nào? Có phải ấy, là chúng ta có rất nhiều ngành kinh tế khác nhau đúng không? Có thể là nông sản, thủy sản, hải sản, thép, ô tô, điện thoại, đúng nhỉ? Rất nhiều cái khác nhau. Đấy, tuy nhiên ấy, nếu như rất nhiều ngành kinh tế như vậy, nếu mà chọn ông mũi nhọn thì như nào? Đúng không? Chúng ta tập trung ưu tiên phát triển nó, có nghĩa là cứ thằng nào chúng ta sẽ hỗ trợ hết mình, đúng không? Ví dụ như ông này ông ấy bảo là bây giờ sẽ tập trung vào một cái tập đoàn hay công ty về sản xuất gỗ đi, với tôi thì tôi tập trung về sản xuất bình đi ha, thì chính phủ hỗ trợ ai? Hỗ trợ thôi, đúng không? Tạo điều kiện hết mức, thằng nào có làm du lịch cũng tạo hết mức. Cho nên các bạn thấy trong vòng khoảng tầm 3 năm trở lại đây, 16-17 tháng, đất nền ven biển với lại những khu du lịch đẹp tuyệt vời, cá nhân có tặng không? Tặng đúng không? Những cái điều đấy các bạn phải biết. Và biết này, khi mà người giàu ấy, người ta rời hết Sài Gòn đi rồi thì chỉ còn ai? Chỉ còn chúng ta thôi, đúng không? Nếu như chúng ta mà chưa đủ giàu mạnh, chưa đủ hiểu biết ấy, thì các bạn, chúng ta ở trong môi trường này đúng không? Họ rời bỏ chúng ta rồi, chúng ta còn một chúng ta ở môi trường này thôi. Cho nên là các bạn phải nắm bắt xu thế làm sao ít nhất ấy, để có một cái sản phẩm mua của một nơi nó cách Sài Gòn khoảng tầm, ví dụ ở Sài Gòn cách Sài Gòn một tiếng đồng hồ di chuyển, thì các bạn thấy trong này đi cũng thế lắm, đúng nhỉ? Một tiếng là các bạn biết là sau này nếu mà xây xong cao tốc nhá, thì đi từ đây xuống tàu ấy thì hết khoảng tầm 45 đến 50 phút, nhanh không? Có khi nhanh hơn một số bạn đi từ Tân Phú qua bên này ấy nhá, bạn Phú luôn nhỉ? Bạn Phú đi làm một ngày hết bao nhiêu phút? Đúng không? Bạn Phú đi làm một ngày cũng một tiếng đấy. Và khi mà tầng phát triển các bạn thấy là xu thế di chuyển dần không? Xu thế di chuyển dần, cái điều đấy được chắc chắn phải xảy ra đó. Rồi đây, những khu phát triển du lịch thì nó cần phải có những cái dịch vụ đẳng cấp. Vậy thì các bạn nhớ này,
là những cái dịch vụ đẳng cấp ấy phải là những nơi thứ nhất này phải có bãi biển phải ấy. Bãi biển phải đẹp đúng không nhỉ? Hôm nay em lấy cái phút chiếu ấy, nó không phút chiếu anh chỉ cho các bạn là dễ xem nào. Bãi biển phải đẹp, có cần phải có khu chơi giải trí không? Khu chơi giải trí thì ở đấy nó phải có điều kiện tự nhiên đầy đủ để chúng ta có khu chơi giải trí tốt. Và thứ ba nữa là phải, nếu như có một nơi mà hạ tầng nó đầy đủ mà có một chức quyền nó khổng lồ như vậy này thì ở đấy mức độ có lớn không nhỉ? Các bạn sẽ thấy có những nơi du lịch ấy mà các bạn sẽ không thấy có những tàu cảng nước sâu nó đến được. Ví dụ nhé, đây ví dụ này, Phan Thiết là cảng nước sâu, những tàu lớn như vậy nó vào được, mà muốn vào cảng nước sâu đấy chỉ có cập bến ở đâu, các bạn cập bến ở đâu gần nhất các bạn biết không? Ở đâu? Cam Ranh, Cái Mép, Hải Phòng, đúng không? Chỉ cần đến những nơi đấy thôi. Và nếu đến nơi đấy thì phải nó đổ bộ vào đấy đầu tiên thì đấy sẽ hưởng lợi lớn nhất đấy. Thì hôm nay sẽ giới thiệu các bạn một vùng đất mà nó có cảng nước sâu. Các bạn đồng ý không ạ? Cảng nước sâu ha. Đây, một con số biết nói này, các bạn biết này nha. Các bạn thấy là nếu từ 2016 đến 2019 này, cái điều tăng trưởng diễn ra được không được nhá. Tổng lượng khách du lịch đến Việt Nam mình ấy là hiện tại là 85 triệu lượt khách nội địa. 85 triệu lượt khách nội địa và chỉ có là lên đến 18 triệu lượt khách quốc tế. Các bạn biết này, dân số mình bao nhiêu triệu người? Gần 100 triệu người đúng không? Mà đi du lịch 85 triệu người rồi, có phải là gần đúng như chỉ có con nít thôi, là một số lượng con nít không được đi thôi, chứ hầu hết là chúng ta đều đi đúng không? Các bạn thấy tăng trưởng du lịch khủng khiếp không? Nào, cho nên anh check nhá, bao nhiêu bạn từ đầu năm đến giờ chưa từng đi du lịch ở đến một nơi nào đó nào? Giơ tay. Bạn Ly đúng không? Giơ tay, giơ tay lên. Bạn Ly. Bạn Ly không, chưa đi du lịch ở nơi nào luôn. Bạn Ly thì vừa sinh em bé đúng không? Cho nên là không đi được. Còn anh Phong có đi rồi đấy. Không Mỹ. Không có gì đấy, anh Phong xuống đầu rồi. Khi em tài sản của em rồi đúng không? Có đi du lịch rồi, tất cả mọi thứ nó đều đi ở đây hết các bạn nhá. Đấy, tất cả chúng ta, và mỗi lần chúng ta đi ấy, thì có phải là gì? Đầu tiên nhá, có phải cầu đường nó có tiền không? Trạm xăng nó có tiền không? Nhà hàng nó có tiền không? Đúng không? Các bạn mà không phải ăn những quán cơm bình dân, các bạn đi một nơi sang bạn ăn cũng còn là đi du lịch rồi đấy. Đúng không nhỉ? Thì nền kinh tế từ đấy phát triển này các bạn nhìn này nhá, tổng là 85 triệu lượt khách. Vậy thì các bạn biết được còn dự đoán này, dự đoán năm sau chúng ta tăng trưởng khoảng tầm lên được khoảng tầm chỗ này này, lên khoảng 20 triệu lượt khách du lịch quốc tế. Và ở 85 triệu lượt khách này lên khoảng tầm 90 triệu lượt khách nội địa. Tại vì sao? Tại vì các bạn nhé, tối nay có thể mời, bây giờ hiện tại các bạn, tối nay có thể mời các bạn đi du lịch Hà Nội. Đi du lịch Hà Nội nhé, 2 ngày 1 đêm đủ để các bạn đi. Bạn nào chưa ra thì có đây cái hồ Gươm này. Dịch nhiều đấy. Đây, bây giờ nhá, các anh nói này, tối nay có thể mời các bạn đi du lịch Hà Nội, đi vòng hồ Gươm để ăn kem Tràng Tiền, đi vòng hồ Tây để uống trà đá Hương Dương, đúng không? Mời các bạn đi ăn phở cuốn, mời các bạn đi ăn canh chanh tỏi ở phố cổ. Vâng, với giá nhá, tổng tất cả những cái đấy còn được 3 triệu thôi. Cả bay đi cả bay về, cả lưu trú cũng cả ăn uống. Các bạn tin không? Chưa đi nào. Nếu như các bạn có đi 5 người ấy. Nếu như các bạn đi 5 người khoảng 2 triệu rưỡi, các bạn sẽ ở chung phòng. Cái phòng khoảng 300 nghìn các bạn phải đi thôi. 300 nghìn ở 2 người thì xe ra thì mất 300 nghìn, mất 150 đúng không nhỉ? Mất đỡ mất nhiều tiền lắm. Gọi cái đĩa ăn chay tỏi thì 180 không hết, nhưng mà hai thằng mỗi thằng chín chục thôi, đúng không? Đấy. Các bạn muốn đi ra được không? Ngon lắm. Đấy. Nha. Đấy thì đây là cái điểm mà khi đến du lịch thì các bạn biết cái tầm nhìn lớn của cái vĩ mô của mình. Này, ở đây các bạn thấy này, đây là dẫn chứng này, bất động sản gắn liền với du lịch tăng trưởng là rất yếu. Đấy, thì lý do các bạn thấy là trong đợt vừa rồi, trong năm vừa rồi Quảng Ninh này, Nha Trang, chúng ta vừa nói về điều này đúng không? Hàng loạt các dự án chủ đầu tư về đây rất lớn rồi. Ví dụ nhá, Quảng Ninh các bạn thấy năm vừa rồi là sau lúc nó về nhá, đất nhá, từ cái các bạn biết là chỉ một cái cầu qua đất ở bên chỗ bãi cháy ấy, cái sức chắn ma cò nó mua MLC sang Vin đổ bộ một phát. Các bạn biết từ khu 5 triệu một mét nhá, 10 triệu mét các bạn biết lên bao nhiêu không? 5 triệu 10 triệu mét ấy, nó lên 40 triệu, 45 triệu, 50 triệu riêng khu của Vin nhá, là khu mặt biển bãi cháy ấy, nó lên được cả 100 triệu mét. Đấy, một năm nhá, một năm thôi, 2018, 2019 thôi. Bây giờ đấy, các bạn thấy đỉnh kêu không? Khi có du lịch về nó sẽ lên được ạ.
Đây, Đà Nẵng và Phú Quốc. Thì ngày hôm nay tôi sẽ kể các bạn một câu chuyện là đang đi, tôi sẽ dẫn các bạn đi hết thị trường này. Thì các bạn sẽ, tôi sẽ tập trung kể các bạn một câu chuyện về Đà Nẵng. Các bạn biết là năm vừa rồi nó, các bạn có biết một số đất ở ngoài Đà Nẵng không? Nó, tôi anh kể nha. Nào, bạn nào chưa biết thị trường Đà Nẵng không? Chưa biết thị trường Đà Nẵng suốt năm vừa rồi tới đây, để anh biết suốt như thế nào. Rồi. Các bạn ngồi, các bạn nói này, một tháng nước lên từ giữa các bạn không lên nào, không là nó nhìn chung được đâu, được ngủ đấy. Và nó không ngủ thì được ngủ lên nhé. Tôi sẽ tập trung nó vào Đà Nẵng. Các bạn biết này, xuống đất ở Đà Nẵng nhé. Xuống đất ở Đà Nẵng đến mức này, đến mức như này, một dự án nó khoảng tầm hơn 200 lô. Một dự án 200 lô, khách hàng đặt cọc hết sạch, cúc pin hết sạch trong một tuần. Đặt cọc, đặt cọc nhé, hết sạch trong một tuần. Các bạn thấy kinh khủng chưa? Hơn 200 lô đặt cọc trong một tuần, chưa hết. Một tháng sau, chủ đầu tư đồng ý trả hết cọc của đề đốc luôn. Các bạn thấy kinh không? Một tháng sau, chủ đầu tư đồng ý hủy hết cọc luôn và đề đốc luôn đúng như chăng trong hợp đồng. Các bạn nghĩ sao? Đúng rồi, cho chúng ta tạo tay và thông minh hết ạ. Tại vì đất tăng quá kinh. Một tháng rồi, một tháng rồi, đất tăng quá kinh. Một tháng sau thôi, tổ chủ đầu tư trả hết cọc luôn. Đấy, và để cùng hơn chủ khách hàng bị kiện đi. Người ta trả gấp đôi được bị kiện. Bởi vì là giá đất tăng ít dưới các bạn biết không? Không, một lô 1 tỷ nó lên 1.5 tỷ. Khách hàng bị kiện. Thì nói chung là cái vụ đấy cũng ôm sùm. Và chủ đầu tư đấy thì nó cũng thắng lớn được vụ đấy. Nhưng mà sau vụ đấy xong thì nó phải đổi tên công ty. Đổi tên công ty thì mình chơi trò đấy nó hơi thể hiện. Đấy, và nó sốt đến mức như nào? Nó sốt đến mức đấy mà biết rằng là ở trên một khu tít ở trên rừng phòng hộ nhé, tại vì những nhà đầu tư nó chót con lên đấy rồi đúng không, nó sốt đến mức nó phải đi tít ra xa cách trung tâm Đà Nẵng ấy, nó khoảng tầm 20 cây 30 cây, một tít đi xa ấy. Nó làm giả luôn một cái thông báo về cái thông tin là sẽ chuyển cái gì ạ, sẽ chuyển cái gì đấy, chuyển trung tâm hành chính lên đấy đúng không nhỉ, kiểu như vậy đấy. Tôi anh nói đó, nhưng mà chuyển trung tâm hành chính lên đấy cũng nghĩa là nó làm giả luôn thông báo của ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng chuyển trung tâm hành chính lên đấy. Không biết không? Và cái đấy mình bắt con tù rồi. Nhưng mà trước khi bắt con tù thì các bạn biết là đất ở trên đấy nó suốt đầu đó sẽ khoảng đúng đầu. Các bạn thấy kinh khủng khiếp chưa? Và ông nào nhá, ông nào mà có cơ hội được làm ở Đà Nẵng năm 2018, cả chọn năm đấy, thì các bạn sẽ có một cái skill thuộc gọi là đỉnh cao hàng đầu thế giới luôn. Skill về bán hàng, với skill về lừa đảo. Các bạn sẽ nắm hết được cái điều đấy. Và không sao, nếu các bạn chưa tìm được cái điều đấy, các bạn hãy có một ông nào mà trải qua ở Đà Nẵng rồi ấy, rất nhiều các bạn nhé, hãy mua lại cùng họ đi chơi cùng họ 1, 2, 3 nữa, các bạn sẽ được nghe những cái gì mà họ đã trải qua. Bạn đồng ý nhỉ? Không, cho công ty này chào tay này. Đây, các bạn đã từ 2015 nhé, Quảng Ninh này. Bây giờ Quảng Ninh cái mức giá trung bình của họ khoảng 33 triệu rồi. Trung tâm thành phố là có chuyện đấy đâu nha. Trung tâm thành phố bây giờ là 80 triệu mét vuông rồi. Đà Nẵng giá trung bình khoảng 40 đến 180 triệu. Trên dưới 100 là khoảng trung tâm Đà Nẵng. Ra xa một chút thì khoảng tầm 30-40, đúng không nhỉ? Nha Trang thì 80-100 triệu rồi. Còn các bạn biết mặt tiền Nha Trang thì bao nhiêu tiền không? Trần Phú, mặt tiền từ Trần Phú 200. Nào, mặt tiền từ Trần Phú Nha Trang 1 tỷ mét. Đúng rồi, không cười nha. Mặt tiền từ Phú Nha Trang 1 tỷ 1 mét đã có miếng phong sự thành công rồi đấy. Và bây giờ ấy, các bạn biết này, mặt tiền Trần Phú nhá, bây giờ không còn đất để bán và nó không còn phải giá trị mua và thương mại đâu, mua để lời đâu, mà nó thể hiện đẳng cấp. Các bạn thấy không ạ? Và cái loại mặt tiền đẳng cấp thì nó vô giá đúng không nhỉ? Nó như thể Rolls Royce ấy, nó đi chăng như vậy. Một người mà sở hữu một cái khách sạn, một cái căn nào đó ở mặt tiền Trần Phú nhá, là đẳng cấp đấy. Các bạn hiểu ý không? Đấy, thuộc loại như vậy rồi. Quy Nhơn nhá, Quy Nhơn cũng 20-30 triệu rồi. Quy Nhơn các bạn đã ra Quy Nhơn lần nào chưa? Bạn nào ra rồi giơ tay nào? À, cũng ít đúng không? Nhưng mà các bạn biết này, Quy Nhơn biển có đẹp không? Đẹp so với biển Vũng Tàu thì sao? Đẹp hơn nhiều đúng không? Đẹp hơn nhiều. Nhưng mà hạ tầng thiết đối lên đấy thì sao? Mới có cái sân bay của KHC nó đầu tư thêm vào đúng không? Đấy. Có biết là hạ tầng nó nằm rất là yếu, chưa có gì cả. Và sao? Nó quy mà nó lên 20 đến 30 triệu rồi. Đấy. Và Phú Quốc thì không phải nói nhé, Phú Quốc thì tôi nói là rốt quá rồi. Vâng, là công kinh tế, cũng chỉ là công kinh để một là công kinh để chúng ta đi con lúa, à, để lúa của các
Rồi, quay câu chuyện đá này. Tôi hãy kể cho bạn câu chuyện này. Và câu chuyện này là câu chuyện liên quan đến những lãnh đạo và những đối tác của chúng ta. Thì các bạn biết là trong năm 2016, cách đây 2 năm trước nhé, và cách đây 3 năm trước nhé, là một nhà đầu tư chúng ta là chúng ta đi gom đất ở cái chỗ Hoàng Minh Dương Điện Học ấy. Các bạn có biết cái vị trí của Coco Bay không nhỉ? Biết vị trí của Coco Bay không? Biết Điện Dương Điện Học, có biết Điện Dương Điện Học ấy, nó cách cái trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng tầm 25 cây. Và nó Điện Dương Điện Học nó cách trung tâm Đà Nẵng khoảng 25 cây. Nên chọn cho các bạn xem. Đây này. Điện Dương Điện Học cách trung tâm thành phố Đà Nẵng này có khoảng tầm 20-25 cây. Đây này, trung tâm thành phố Đà Nẵng đây đúng không? Thì cái chỗ nó ở tít ở phía xa bên này, tít phía xa trên trời này. Đấy, nó nằm ở phía khu Cô Bay, đi xuống thêm khoảng tầm 7-8 cây nữa. Đúng không? Thì Điện Dương Điện Học nhắc cái đợt đấy là đội đầu tư nhà đầu tư bên chỗ đối tác nhà mình ấy, chính là chủ đầu tư của dự án hiện tại là cần tiền đi mua đất ở Điện Dương Điện Học. Thì các bạn biết của đấy đất bao nhiêu tiền không? Đây, của đấy đất ở Điện Dương Điện Học ấy thì chúng ta mua chỉ có 2,5 đến 3 triệu mét vuông thôi vào năm 2016. Đấy, 2016 ăn Tết xong là ra đi mua. Tại sao lại mua? Tại sao lại mua không? Tại vì là biết là năm 2017 có gì ạ? 2017 các bạn biết có một cái sự kiện lớn nhất tận suốt đại đám là sự kiện gì không? Nào, bạn nào chưa biết thông tin để ghi vào nha. Tại vì chúng ta biết là 2017 là APEC tổ chức tại Đà Nẵng. Tại vì nó sửa soạn, nó dục dịch, phải xây dựng hạ tầng, phải chuẩn bị chỉnh trang mọi thứ. Từ 2016, sân bay cũng phải nâng cấp, đúng không nhỉ? Và các bạn biết là một cái đoàn xe, tất cả Donald Trump vừa đấy cũng tham dự, Putin cũng tham dự. Thì cũng biết không? Donald Trump, Putin tham dự hết mà. Thì các bạn biết là, nó bị khủng khiếp là 2016 đi mua, 2017 là APEC đúng không? Thì nhá, biết này, 2018 thì biết này, chúng ta đẩy ra được cái giá 12 cho đến khoảng 13 triệu khi mình phải mua. Thông tin này có quan trọng không? 12 đến 13 triệu một mét vuông, tăng gấp mấy lần? 5 lần. Đấy.